Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Hiếu Anh, đến từ kênh Nhà Đẹp Tân Á. Và tôi đang đứng ở đây là công trình nhà của anh Trung ở đường Lý Tự Trọng, Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An. Và trên tay tôi đây là bản vẽ của công ty Tân Á chúng tôi. Đây là nhà của anh Trung, đây là phối cảnh 3D của nhà anh Trung đây. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một ít kinh nghiệm về thi công công tác cốt pha và sắt thép của dầm sàn. Anh nhờ anh quay cho em cái tổng thể mặt bằng của sàn em. Quay cả nhà đúng không? Dạ. Ở đây là các bác thợ đang triển khai công tác buộc nối cốt thép. Đây là việc cai thừa thiên huế. Sáu của lương mỹ thừa thiên huế, trong vùng tham của lương mỹ thừa thiên huế, còn là anh trong ốc của là đang chỉ anh đang em nhớ cái đây. Sau đây tôi sẽ chia sẻ với bạn cái khâu làm cốt thép của ban công. Đây là cốt thép của ban công nhà anh Trung. Các bạn thấy đây, các đường cốt thép dầm với công xôn vươn ra, thì là cốt thép dầm ra thì nó sẽ nằm ở dưới, và cốt thép dầm ngang ở ngoài ban công thì nó sẽ nằm ở trên. Và các đường thép sàn thì với thép sàn lớp trên là các bạn nhớ bẻ móc để ngàm vào thép dầm. Và đây là các vị trí thép dầm chính chạy dọc theo ngôi nhà. Và như thép sàn các bạn thấy đây, chúng tôi cho đi hai lớp với cấu tạo là lớp trên lớp dưới A18. Và cốt thép dầm đây là chúng tôi cho triển khai dầm với vị trí sàn mái dầm 6 phi 16. Đây các bạn thấy, và đây là các vị trí lỗ ban để triển khai trừ lỗ ban để lên sàn tầng mái. Và đây là lỗ ban để lấy ô của giếng trời. Đây các bạn thấy đây, các bác thử đã trừ đóng cốt pha và trừ từng đối. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.